Traditional như mình, Giấy này không có lá này không có trụng hả? không rồi Ủa quên, anh quên mình. bỏ cái bột gì đó, cái bột lá dứa xanh xanh vô rồi. Không, nó Lúc nó trước là nông rồi không làm lá thì mình có dứa làm nhưng mà cũng chẳng có màu đẹp đẽ gì đẹp hơn à. chứ. Rồi chuẩn bị cho ta cần những cái sợi dây trắng này mà chưa phải cột xong ta mới làm được. Đây là cái cuối cùng rồi, cái thằng ấy nó không nghe nói gì nữa, Nào. thằng gì đó, thằng nhỏ nhất. À Dương á hả? Chú Dương hả? Cũng Tên chưa gì đó không nhớ, Dương, Lê Hướng Dương, nhưng tôi mà không có tới giờ nhớ cũng nhưng chưa mà lập gia đình. anh đã nói với chú mấy lần rồi là cái lúc đó là anh cùng tuổi với nó mà chú biết không, cũng đi, cùng đi thi vô Kiểu mẫu mà anh đậu nó đó. thì đó, Đó. mà mấy người đó lúc trước nó Vậy là làm ra là vậy còn nhiêu, làm khoảng sao mày hai, đậu là được chắc rồi, ba thí dụ cái phải vậy không? hả, Đây là chắc còn khoảng ba cái nữa phải không? ba bốn cái nữa rồi. Gì dữ vậy? Còn nhiều lắm nhưng mình Nhưng mà đậu còn xanh cũng còn dư phải không? không, còn đậu xanh còn còn lá nữa thì nó không sao, còn cần làm tiếp thôi, Cần thì làm cho không chừng làm hết cái thôi. nút. Còn một lá nè, làm cái nút. Đây được bao nhiêu đòn? Được bao đòn? 2, 4, 6, 8, 9 đòn. Bước chín rồi hả, À, cái plan là 12 đòn đó. anh làm 10 đòn đây, 12 đòn này. Được, từ từ bạn. Bây giờ là nấu luộc bánh tét mười mấy đồng.